Chào ngày mới trên quê hương yêu dấu ngàn đời, bát ngát ruộng đồng biển xanh đầy tôm cá, Quan Châu linh kiệt ngàn năm còn đó, mặt trời chiếu sáng nông thôn đổi mới, kinh tế vươn mình kết nối muôn phương. Chào Tráng Sĩ quê hương lên hai vai, núi Thần Vũ hiên ngang dáng oai hùng. Chào Mộ Xa rừng thông reo vui hát, biên cửa hiền bao la lộng gió. Chào Phù Diên tình thương mến thương, chào thị xa tương lai Diên Châu anh hùng. Diên Châu ơi trong tim mãi tự hào, mảnh đất tình người qua bao kiến trung, ngọt ngào lời ru yêu thương của mẹ, trẻ thơ vui mừng cắp sách tới trường. Ta xây tương lai xanh bước muôn phương, Diên Châu quê mình từng ngày đổi mới, đẹp tựa bài ca như những mùa hoa. Diên Châu xin chào vang mãi bản hùng ca. Chúng ta bước vào chương trình thi nghi thức của buổi sáng hôm nay. Mời chi đội 6. Chi đội 6 bắt đầu chương trình nghi thức của chúng ta của buổi sáng hôm nay. Chi đội 6 nổi đâu. Cùng toàn thể các bạn thiếu niên nhi đồng thân mến, đang nổi trống tiến vào lễ đài là những bông hoa tươi đẹp nhất của đội thiếu niên tiền phong chi đội 6 làng Xuân Đình. Chi đội 6 làng Xuân Đình kính chào quý vị khán giả, chào quê hương Diễn Thành yêu mến thân thương, chào Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp với 79 mùa thu cách mạng, đẹp biết bao mùa thu yêu thương, mùa thu lịch sử, mùa thu khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ mảnh đất quê hương Diễn Thành yêu dấu, những đội viên xuất sắc của chi đội làng Xuân Đình đang nhịp nhàng tiến bước vào lễ đài cùng những hồi trống âm vang, trong sự chào đón hân hoan của tiếng vỗ tay rộn ràng từ quý ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân thân mến, chúng ta hãy cùng hướng mắt về trung tâm lễ đài để cùng thưởng thức phần thi nghi thức đội của chi đội 6. Hòa chung vào không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước, toàn đảng, toàn dân ra sức phấn đấu lập thành tích chào mừng 79 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Chi đội 6 đang dần tiến về phía lễ đài. Dẫn đầu là đội cờ, đây là những gương mặt tiêu biểu, những tấm gương luôn sẵn sàng tiên phong trong các phong trào đội viên. Đi đầu là lá cờ Tổ quốc, đây là hình ảnh thiêng liêng của đất nước, của dân tộc Việt Nam,
Màu đỏ của nền cờ tượng trưng cho màu máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng, hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sao vàng năm cánh tượng trưng cho tình đoàn kết của các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng là thiên anh hùng ca bất diệt. Nhìn cờ thấy Tổ quốc, nhìn cờ thấy nhân dân, dưới bóng cờ ta bước khắp nơi xa nơi gần. Tiếp theo là lá cờ đoàn, ở giữa có gắn huy hiệu đoàn tượng trưng cho sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 1953, Bác Hồ đi chiến dịch Đông Khê, Bác ghé thăm đơn vị thanh niên xung phong và can dặn: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Tiếp đến là lá cờ đội, ở giữa có huy hiệu đội tượng trưng cho truyền thống cách mạng, truyền thống đội tượng trưng cho lòng yêu Tổ quốc, niềm vinh dự và tự hào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Suốt chặng đường dài, chi đội 6 luôn phấn đấu không ngừng nghỉ vì lý tưởng của đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Nêu thôi gương các anh hùng cách mạng, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt lời hứa đội viên, gương mẫu và hoàn thành xuất sắc trong mọi nhiệm vụ được giao. Kiệu hoa rực rỡ, Bác đã đi xa nhưng hình ảnh của người vẫn còn sống mãi trong trái tim con người Việt Nam.
Bác ơi, tin bác mênh mông thế, ôm cả non sông dọn kiếp người. Người là niềm tin, là ánh sáng của Đảng, của nhân dân. Trái tim người thấm đượm tình yêu thương nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bởi thế mà ân đức của người sẽ mãi tỏa ngát hương thơm trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Chi đội 6 với 150 đội viên xuất sắc dưới sự chỉ huy của chi đội trưởng Đậu Mạnh Quân, một trong những tấm gương tiêu biểu của thiếu nhi Nghệ An. Chúng em đều là những con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, luôn nỗ lực cố gắng trong học tập và rèn luyện. Đến với hội thi ngày hôm nay, chúng em mang theo tất cả tình yêu, niềm tin, tinh thần đoàn kết của nhân dân xóm 6 làng Sơn Đình. Nguyện sẽ dốc hết sức mình xây đắp quê hương, nguyện sẽ mang trong tim ý chí kiên cường để làm giàu đẹp thêm cho quê hương Diễn Thành yêu dấu, cho Tổ quốc Việt Nam yêu thương. Có vị trí trung tâm của xã Diễn Thành, có 310 hộ dân và 1.550 khẩu. Trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, làng Xuân Đình là địa bàn bị địch đánh phá ác liệt. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, cán bộ và nhân dân, làng Xuân Đình đã nỗ lực tích cực trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra còn tham gia các dịch vụ du lịch biển, các ngành nghề khác. Từ đó đã có nhiều đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của xã nhà, đời sống nhân dân được nâng cao, các tệ nạn xã hội hạn chế, môi trường được khang trang, các cháu đậu vào trường đại học cao đẳng, các em học sinh đội viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kính thưa quý vị, trong những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thế hệ trẻ làng Sơn Đình ngày hôm nay đang ra sức rèn luyện, tiếp bước những trang sử truyền thống hào hùng cho quê hương dân tộc. Bác Hồ của chúng ta đã từng nói, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Lời dạy đó người luôn khắc ghi trong mỗi thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Cùng nhau ta đi đến các bậc các thành thiên nhiên. Ô ca
Chào cờ và hát quốc ca là một nghi lễ thiêng liêng, nghi thức quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước và dân tộc. Cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bộ phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy thì sức khỏe dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng vẫn tập thể dục, tự tôi ngày nào cũng tập. Lời kêu gọi toàn quốc tập thể dục rèn luyện sức khỏe của Bác Hồ cách đây hơn 70 năm vẫn nguyên giá trị và mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Đây là án văn bất hủ và một di sản vô cùng quý báu, không chỉ đối với ngành thể dục thể thao mà của cả nước, toàn đảng, toàn dân ta từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thank you.
nỗi tự hào của tuổi thơ. Những ca từ của bài hát trên sẽ theo anh đi suốt tuổi thơ, qua đó giúp các em quên yêu quê hương đất nước, để từ đó chăm ngoan học tập, để mai này góp sức xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Thank you.
ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lên giọng nói ấm áp của người đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và cho dù năm tháng đi qua, tinh thần của tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 vẫn đời đời bất diệt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam hôm nay và mai sau. Kính thưa quý vị, các bạn đoàn viên thanh niên và các em thiếu niên nhi đồng của chi đội 6 đang dần hình thành biểu tượng số 7 và số 9, tượng trưng cho biểu tượng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mỗi người dân Việt Nam, dù đang ở bất cứ nơi đâu, trong lòng đất mẹ hay ở nơi xa tổ quốc, đều không khỏi xúc động bồi hồi khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng. Trái tim Việt Nam cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa của lòng yêu thương, ngọn lửa của lòng yêu nước, của khát khao tuổi trẻ. Xin dành cho đất nước em những lời nồng nàn chiều mến nhất. Xin dành cho quê hương em những tình yêu vô bờ bến nhất. Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941, có tên gọi đầu tiên là Đội Nhi đồng Tú Quốc. Ban đầu, đội gồm có 5 thành viên: Nông Văn Dền, bí danh Kim Đồng đội trưởng; Nông Văn Thàn, bí danh Cao Sơn; Lý Văn Tịnh, bí danh Thái Minh; Lý Thị Nì, bí danh Thủy Tiên; Lý Thị Sậu, bí danh Thanh Thủy; người phụ trách đội là Đức Thanh. Trước khi thành lập đội, ngày 26 tháng 3 năm 1931, Đảng ta đã sáng lập ra Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương và giao nhiệm vụ cho đoàn trực tiếp phụ trách việc giáo dục thiếu niên và nhi đồng, tổ chức con em thượng tuyển nông dân bị áp bức vào các tổ chức thích hợp của các em lúc đó như Đồng Tử Quân, Hồng Nhi Hội, tiền thân cho Đội Thiếu niên Tiền phong và Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh hiện nay. Chào. 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 Ch
xin chúc mừng chi đội 6 đã hoàn thành bài thi của mình. Mừng đất nước thêm tuổi mới. 79 năm tuy không dài đối với một quốc gia dân tộc, nhưng đủ để hàng triệu trái tim Việt Nam cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa của lòng yêu nước và khát khao tuổi trẻ. Xin dành cho đất nước em những lời nồng nàn trìu mến nhất. Xin dành cho quê hương em tình yêu vô bờ bến. Xin gửi đến quý ban giám khảo, quý đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc các bạn đội viên chi đội 6, viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, xã Diễn Thành có một năm học mới đầy vui tươi, hứng khởi, gặt hái được nhiều thành công trong học tập. Chúc hội trại hè 2024 xã Diễn Thành thành công rực rỡ.